Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với 8790 Channel. Quý vị và các bạn thân mến, giai đoạn cuối năm 2021, Phương Nhất Bác đã thực sự bùng nổ. Hiện tại cậu ấy đang tập duyệt cho sự kiện đêm giao thừa trên đài truyền hình Hồ Nam. Liệu trên sân khấu của đêm giao thừa, Phương Nhất Bác sẽ mang đến tiết mục gì? Nhưng dù đó là tiết mục gì, tôi tin rằng cậu ấy luôn có khả năng làm bùng cháy sân khấu. Và gần đây, Phương Nhất Bác đã phát hành single mới nhất của mình, có tên là 20, và chủ đề này đã bắt đầu nóng lên. Người hâm mộ đang rất háo hức chờ xem bài hát mới của anh ấy. Hơn nữa, bữa tiệc đêm giao thừa lần này có nhiều khả năng Vương Nhất Bác sẽ hát bài hát mới. Vậy là bài hát thứ 5 của Vương Nhất Bác sẽ ra mắt trước khi kết thúc năm 2021. Đây là một bài hát với ca từ vô cùng ý nghĩa. Trên thực tế, vào năm 2021, người hâm mộ đã nghe rất nhiều bài hát mới của Vương Nhất Bác. Hầu hết đều là những bài hát giàu năng lượng, tích cực với các giai điệu chủ đạo, và chúng đều được đăng lại và đánh giá bởi các phương tiện truyền thông chính thống. Bên cạnh đó, mới đây có thông tin rằng trường hợp của Vương Nhất Bác kiện fan đen và anh ấy đã thắng. Bị cáo cần phải đăng bài xin lỗi trên tài khoản mạng xã hội cá nhân trong 15 ngày liên tiếp. Vào ngày 28 tháng 12, các văn bản pháp lý của phiên sơ thẩm tranh chấp trách nhiệm pháp lý vi phạm trực tuyến giữa Phương Nhất Bác và hai fan đen họ Đường và họ Lương đã được công bố. Các tài liệu cho thấy nguyên đơn Phương Nhất Bác cáo buộc các bị cáo Đường và Lương đã đăng một số bài blog chống lại nguyên đơn trên các tài khoản mạng xã hội của mình. Hai bị cáo này đã công khai phổ biến nội dung có tính chất xúc phạm nhân cách Vương Nhất Bác một cách nghiêm trọng và bị nghi ngờ, cấu thành hành vi xâm phạm quyền danh tiếng của nguyên đơn. Sau khi phiên tòa được mở, tòa án phán quyết rằng nội dung do hai bị đơn đăng lên tài khoản mạng xã hội của họ đã cấu thành hành vi xâm phạm danh tiếng của Vương Nhất Bác. Cả hai bị cáo phải chịu các trách nhiệm pháp lý như ngăn chặn, loại bỏ các tác động tiêu cực, khôi phục danh tiếng và bồi thường thiệt hại. Phán quyết cuối cùng của bên phía tòa án là cả hai bị cáo phải đăng bài xin lỗi và ghim lên đầu tài khoản mạng xã hội cá nhân của họ trong 15 ngày. Ngoài ra, mỗi bị cáo phải bồi thường cho Phương Nhất Bác số tiền là 15.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 54 triệu tiền Việt. Trước đó, vào đầu tháng 6 năm 2021, Phương Nhất Bác nhận về nhiều lời chỉ trích từ fan đen vì diện mạo và ngoại hình mới của anh ấy. Khi đó, phía phòng làm việc của Phương Nhất Bác đã ra văn bản cảnh cáo và ủy quyền cho luật sư tham gia tố tụng và xử lý mọi tranh chấp pháp lý. Toàn bộ số tiền được bồi thường phía phòng làm việc của Vương Nhất Bác sẽ tài trợ hoàn toàn cho các phúc lợi công cộng. Quý vị và các bạn thân mến, năm nay sự phát triển của Vương Nhất Bác rất là ổn định và có nhiều tin vui. Anh ấy thỉnh thoảng bị fan đen nhắm tới, nhưng điều đó không ảnh hưởng nhiều. Bộ phim Phong Thỏa Lạc Dương của anh ấy đã đến những tập cuối cùng. Bộ phim này của Vương Nhất Bác hiện đang duy trì kỷ lục lịch sử của một nền tảng phát sóng trực tuyến. Đó là số lượt đăng tải trong 5 ngày đã vượt quá 10 triệu lượt. Hiện tại đây là thành tích tốt nhất trong giai đoạn này và chưa có bộ phim nào vượt qua nó. Trong năm nay, Vương Nhất Bác không chỉ có các bài hát mới, các bộ phim mới, mà anh ấy còn có các chương trình tập kỹ. Vào năm 2021, mỗi chương trình mà Vương Nhất Bác tham gia đều thu hút sự thảo luận cao của công chúng. Mới đây, chương trình tập kỹ Bước Nhảy Đường Phố 4 đã trở thành chương trình tập kỹ được quan tâm nhất năm 2021. Thành công này của chương trình không thể không kể đến công của các đội trưởng. Từ mùa đầu tiên cho đến mùa thứ tư, chính nhờ các đội trưởng ngôi sao mà chương trình này đã ngay lập tức thu hút được một lượng lớn người hâm mộ. Tất cả các đội trưởng đều đã đóng góp rất nhiều cho chương trình này. Trong số đó, Vương Nhất Bác thực sự là một đội trưởng rất giỏi. Trong chương trình, dù đối mặt với rất nhiều vũ công chuyên nghiệp, nhưng Vương Nhất Bác đã thể hiện được tầm nhìn và hiểu biết của chính bản thân mình. Dù dưới vai trò là một đội trưởng hay là một vũ công, Vương Nhất Bác thực sự đã chinh phục được các vũ công chuyên nghiệp và khán giả. Màn trình diễn của Vương Nhất Bác đã không làm mọi người thất vọng. Trong cả hai mùa giải anh ấy tham gia, Vương Nhất Bác đã dẫn dắt đội của mình đều giành chức vô địch. Hơn nữa, trong mùa 4, thành viên đội của anh ấy đã chiếm 4 trong số 6 người đứng đầu. Điều này chứng tỏ tư chất lãnh đạo và tầm nhìn người của Vương Nhất Bác thực sự rất mạnh. Chỉ còn một chút thời gian nữa là kết thúc năm mới, những sự kiện cuối năm sẽ khiến cho các nghệ sĩ vô cùng bận rộn. Cùng với việc kết thúc một năm cũ là bộ phim Phong Khởi Lạc Dương của Vương Nhất Bác cũng khép lại tập cuối. Tuy nhiên, sang đầu năm 2022, theo tin tức được tiết lộ thì một bộ phim khác của Vương Nhất Bác sẽ tiếp tục lên sóng ngay trong tuần đầu tiên của tháng 1 năm 2022. Hãy cùng chờ đón những hành trình mới của anh ấy trong năm mới này nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật tin tức và đồng hành cùng idol của bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau.